VPBank Startup, dự án CSR hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp của VPBank, đã chọn AI cho cuộc thi Hackathon lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 7. Sau hơn một tháng công bố, cuộc thi đã thu hút được 45 nhóm và cá nhân đăng ký dự thi, với một đề bài được đánh giá là khá mở, ứng dụng AI trong dịch vụ khách hàng và nghiệp vụ ngân hàng mảng khách hàng cá nhân. VPBank Startup sẽ đánh giá các đội thi theo tiêu chí như thế nào? Thực ra tôi cũng không kỳ vọng là mà qua một hackathon thì kéo dài trong vòng 2 ngày mà các bạn có thể giải quyết được một vấn đề lớn của ngân hàng. Mà chúng tôi mong là các bạn có thể giải quyết được một vấn đề cực kỳ cụ thể, rất nhỏ thôi cũng được. Tôi kỳ vọng là ví dụ có thể tăng được khoảng tầm 5% cái tốc độ về xử lý của một cái nghiệp vụ marketing hoặc là nghiệp vụ bán hàng nào đó. Với một đề bài khá mở và các đội có thể tự tạo cơ sở dữ liệu cho riêng mình, VPBank Startup mong muốn các đội chơi có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình. Lý do ngân hàng cho phép các thí sinh xây dựng một cơ sở dữ liệu riêng cho mình là bởi vì ngân hàng không muốn ràng buộc các thí sinh với một cơ sở dữ liệu fix. Như vậy thì các thí sinh sẽ có cơ hội để xây dựng lên một sản phẩm sáng tạo hơn dựa trên cơ sở dữ liệu mà họ đã chuẩn bị cho chính cái sản phẩm đấy. Những bài toán về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phát hiện gian lận, gợi ý sản phẩm, trợ lý tài chính ảo đã được các đội thi mang đến giới thiệu với ban giám khảo trong buổi phỏng vấn ngày 25 và 26 tháng 7. Ngày 28-29 tháng 7 tới đây, các đội thi được chọn sẽ bước vào vòng hack. Yếu tố kỹ thuật, tính sáng tạo và mức độ hoàn thiện sản phẩm là một trong những tiêu chí chính để ban giám khảo đánh giá đội thi. Trong đó, các đội thi cần lưu ý về vấn đề bảo mật thông tin và dữ liệu khách hàng. The young developers should not forget that they are building stuff for banking. And what are the fundamental technology principles of banking? Security, security, security. So you can build AI application, but make sure data is secured, only available to the people who have access to the data. And of course, you have to take care of scalability, etc. But data security is very important for these developers. Hy vọng rằng với những kỳ vọng và gợi ý của ban giám khảo, các đội chơi có thể chuẩn bị hành trang tốt nhất để bước vào cuộc thi.